nghĩa là họ hết một lần rồi họ bị chắc cái đó là khó cứu ở chỗ đó. Chúng ta đừng có nhìn bề ngoài, nhìn cái hành động, cũng đừng có nhìn cái cốt. Cái cốt là những người có thần thông cao người ta biết cốt, có đâu có ai biết thần thông là gì đâu, nhưng mà mình nhìn cái hành động thôi. Chuyện này tài cũng không ham tiền, nếu ham tiền sao bỏ lên đây mấy chục triệu mua để dành cho cộng đồng Việt Nam, tại sao không đi xài riêng đi, đâu phải số tiền ít đâu. Mới vừa mua cái này cũng bằng tiền mặt 4-5 triệu á, không có nhà băng gì, tất cả làm đồ từ thiện là tiền mặt không à. À, tài là mình không ham, lấy của riêng làm của chung cho người Việt. Chưa có xin ai một đồng nào trên Thiên Long Sơn, chỉ xin nhang với xin nước uống thôi. Còn ai có lòng mà lấy bông với bánh trái thì cúng Phật, rồi cúng xong rồi mấy đệ tử nó bon thi nó đói rồi nó ăn thôi là mình mừng rồi. Là tài phải không? Danh, chuyện này có ham danh không? Mình làm chủ ở đây tỷ phú, bạn Mỹ một đống, bạn high school cũng 500 đứa, đại học cũng mấy trăm đứa, mà đến lên đây nói ba cái chuyện ảo quyền này, đứa nào nó cũng chửi. Mày thằng khùng, mày giàu quá rồi, mày biết xài tiền, mày bị điên rồi. Từ đó cúp điện thoại, đổi số, không liên lạc với thế nào hết. Tới ngày hôm nay luôn á, thì bà con dòng họ anh em, tiền này á, ông cứ nói là tiền của Phật với của Thượng Đế không à, tôi không thấy. Tôi thấy tiền của ông mà ông chỉ cho tôi năm có 70-80 ngàn, không có đủ xài. Tôi phải đi đặt football, tôi phải làm này, mua nhà, mua xe nó bán hết. Anh em ruột á, cũng chửi mình. Cái nó nói ông kẹo, ông không cho tôi tiền, ông giả bộ, ông nói tiền này là của Phật. Đứa em ruột á, đâu biết tu đâu. Ông bị khùng rồi, nói chuyện tào lao. Cũng về anh em bỏ. Dòng họ đã khỏi nói, bạn gì cô cậu gì cũng từ mình hết. Có ham danh không? Chưa tính nữa, cộng đồng mà phe chánh nghĩa Cờ Vàng Ba Dọc Đỏ chửi. Thằng Kiệt này ở Kiên Giang, gần nhà Nguyễn Tấn Dũng, tiền này của Nguyễn Tấn Dũng của Việt Cộng chuyển qua mua núi. Trời ơi, cộng đồng chửi, cộng đồng quốc gia đó nghe. Tới thiên mấy ông Việt Cộng, cái thằng này nó tụ tập đông người để mà nó nổi loạn, để mà nó chống phá chính phủ Việt Nam. Nó là thằng phản động. Rồi cái tới phiên mấy ông thầy, với mấy ông thầy tu với chùa, mình có cái chùa dưới năm 2008. Cái thằng này nó ngồi thiền kiếp đấu quả nhập ma. Nó thờ nào là Long Quân Âu Cơ, mấy ông trận đạo gì, nó bị đấu quả nhập ma, nó điên rồi đó. Phật tử nào theo nó là chúng ta đó. Trời ơi, 100 ông thầy đồn ra hết mấy cái chùa, làm mấy chục nghìn Phật tử ở đây chửi mình đó. Đó là Phật tử mà tu chung đó nghe. Rồi bên Công giáo, thật sự bên Công giáo là hiền với mình nhất. Họ không chửi, không nói gì hết, mà họ không có ai bước lên đó. Chỉ bên Công giáo là được cái đó. Họ không có lên tiếng, mà họ không kêu họ lên, họ không kêu họ lên. Thì chỉ có Công giáo là chưa chửi rồi. Còn ai nữa ta? Hết rồi, đủ chưa? Cái này mới 8 bề mà 12 bề thọ địch. Cái nhiều lúc buồn. Cái ở trên mấy vị cào mới nói, tại xưa trên trời á, con đúng ra vũ sổ cái trái đất này rồi. Nhân loại bây giờ á, họ không còn biết trời Phật là ai, không còn đạo đức nữa, thì chỉ có cái lẹ nhất á, là thiện ác chung một chài á, thanh lọc thần hồn. Khi mình hành ma, mình có ngũ thông á, mình dễ dạy hơn là mang giáp vàng. Mang giáp hào nó bị chướng ngại đủ hết rồi. Đang ngồi đọc kinh vậy đó, bụng cái cũng bỏ nữa, cũng đi ăn nữa. Cho nên đủ chuyện xảy ra khi mang giáp vàng. Thì Kiệt là người thấp, xin cha châu đừng đủ sổ để đất. Đừng có giống như Atlantis ngày xưa bị chìm xuống biển. Đừng có đại hồng thủy giống như kiểu thời ông Noah, vân vân và vân vân. Đừng có giống như thời dinosaur nữa. Mình xin, con xin hả? Xin thì con xuống, chịu khổ cho tụi nó đi. Xin xuống để chịu những cái đắng cay này. Những năm đầu á, mà ngày mùng
3 Tết năm 2018 rồi. Mà bắt đầu ở trên báo là sắp sửa có nhiều người chết. Thế mình hoảng hồn. Mà lúc đó cơ trời chưa được lộ nha, trên chưa có bật đèn xanh cho lộ. Cái buồn quá, ngồi trong cái thư viện á. Còn cái clip cái gặp có thằng em á, nó cầu quơ điện thoại ngày Tết mà đông người chơi Tết. Quơ rồi nó quơ anh Kiệt bữa nay có gì nói không. Cái tâm, cái đầu mình nghĩ làm sao á, cái tâm nghĩ làm sao, cái đầu nghĩ về cái ga miệng. Mình nói sắp chết rồi đó. Cái clip đầu tiên nó giờ vẫn còn á. Khi nói ra cái đó tưởng đâu người ta hoảng hồn. Ai giờ nói ra cái đó bị chửi quá trời luôn. Ủa hôm nay bữa nay Tết mà ông nói chuyện gì xui xẻo, bị điên rồi. Tại người ta đang vui mà muốn lăn rồi nữa. Mà nói chuyện chết chóc rồi á. Chiến tranh thứ ba đồ quá ông Phật Di Lạc xuất hiện đồ á. Là có là bằng cái clip nó làm kỷ niệm nó coi đi. Sau đó là tới từ từ cái phố Ô Sa được phỏng vấn. Những năm đó bị chửi, sỉ nhục. Cái từ đó là được, tôi có cái tên mới, cầm điếc đuôi. Ai muốn nói thì nói, chưa nữa, đến năm 2018-19. Cái vị chủ trì ở chùa Phi Minh á, trời ổng êm ấm, đệ tử bị cả làng chửi tiếp. Nhiều đắng cay lắm, chuyện ai cũng biết. Thôi không kể nữa. Ở trên phân định ra, dục giới là cõi chúng ta. Cõi thú nó có tình yêu dục, và tầng trời thứ sáu trời xuống cũng thuộc dục giới. Sắc giới là lên một cái tội cõi cao ha, không có tình yêu, nhưng mà cái thân người dẫn ra giống như hình tướng vô sắc giới là không có thân người luôn, chỉ là sống trong tâm mình. Thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tất cả đa số là người như mình là từ dục giới là cũng là tiên là rớt xuống đây. Trong dục giới cái lifetime đi mình ở trên đó khoảng 1.000 năm. Khi mình hết 1.000 năm á thì mình rớt xuống đây lịch mình. Khi mà bông hoa mà trên đầu á nó không còn tươi nữa, nó héo nách thôi á, thì mình đầu thai xuống làm người. Cho nên những chư thiên trong dục giới mình lần đầu tiên xuống trần á, khuôn mặt vẫn đẹp, vẫn có cái trí thông minh, vẫn có tướng và vẫn giàu có. Thì những người xuống lần đầu rồi không có biết tu để đi về liền á, như rớt xuống một cái đời thứ hai xấu hơn chút, tại vì tạo nghiệp rồi bệnh tật rồi có thể là ở một quốc gia nghèo khổ hơn. Chứ thiên ở trên trời á đa số là không có chịu tu. Phật với Bồ Tát ở trời nó rất là nhức đầu á, là vì họ kỹ y, họ có đời sống cả 1.000 năm. Một ngày ở cõi dục giới bằng thế gian 100 năm. Một khắc, một cái xích na của cõi kiệt ở, cõi cha mẹ đó, bằng với thế gian 1.000 năm. Hôm nay gần 50 mấy tuổi, ở trên đó không có tính được. Nó giống như một cơn gió qua lẹ, không có tới một xích na, không tới một khắc nữa. Thì hôm nay đã 50 mấy tuổi rồi. Cho nên cái thời gian càng lên cái tầng trời càng cao á, là con người mình sống dài hơn. Mỗi một tầng trời cái người cao hơn chừng mấy trăm thước, bự hơn phải không? Chứ không phải nhí như mình, cái 5 feet, 8 feet, mình là người tí hon, leo tèo. Trên trời người ta bự lắm. Rồi cao nữa thì bự hơn nữa, cao nữa bự hơn nữa. Tại sao mình có trái đất? Trái đất là gì? Chúng ta trên đó, chúng ta lười biếng, chúng ta ỷ y, chúng ta đủ chuyện hết, đi chơi thì yêu đương, dục giới vẫn còn yêu, đi gái thì cua tiên ông thì cua mấy cô tiên nữ, ân ái của họ không có thô kệch như kiểu mình. Họ chỉ nhìn cặp mắt nhau á, là cái luồng điện á, nó có cái sóng làm rung động. Rồi họ có bầu, họ sanh con, không phải có bầu mà gọi là quá sanh. Thì khi sanh cái baby nó tự nách nó ra, chứ không có sanh như kiểu người thế gian. Nó cũng có một đời sống như vậy. Giống như ở thế gian mình có hai vợ chồng,
hai người điều hiền. Về thiên đàng hai người vẫn tiếp tục sống không được, trừ khi mình lỡ miệng hay là bữa nào ông làm mình giận, mình nói hôm nay là cuối cùng kiếp này tôi mắc nợ ông, đừng có đầu thai gặp tôi nữa. Mình lỡ miệng mà nói vậy là thật sự nó hiệu lực á, là mình sẽ không bao giờ gặp cái người khó nhậu mà. Nên có giận gì cũng đừng nói bậy bạ, khẩu sức là xong luôn. Còn thí dụ như có những người, mấy đứa nhỏ nhỏ nó vừa lớn lên yêu đương đậm đà, lúc đó anh chết em sẽ chết theo, mọi gì gì đại khái. Tự nhiên thằng đó đi xe đụng, bảo đảm bộ mai mốt á, cái thằng kia cũng xui khiết làm sao, con nhỏ này cũng chết yểu theo. Tự nhiên ổ chứ hứa với tôi mà. Nên mình không có hứa hẹn, không có thời bậy, thời là dính hết. Mà người thế gian của mình á, nhiều cái lầm lỗi, cực kỳ lầm lỗi luôn. Có những người hứa hẹn cho đã, cái ông đó ông quá thành cái cây bị tội, thì cái người kia cũng quá thành cái cây, nên hai cây ôm nhau mọc cái rễ quấn quấn vậy, có luôn. Rồi hai người họ hẹn thương nhau thời cho đã, kéo đầu xanh ra thành xanh đôi. Xanh đôi á, một cái mình mà hai người á, là cũng là thời hẹn nhau, nó bị dính cái nghiệp với nhau. Nha đệ tử. Dạ trước kia là em ở bên chơ trà chỗ Thái đệ tử của thầy. Tên gì? Thái. Ồ mình có 50,000 đệ tử ở Mỹ. Nhiều Thái lắm. Kiện được rồi thầy, cứ kêu kêu sắc phàm thôi. Tại mấy đứa nó tin dị đoan đó, rồi nó tin thì nó kêu thầy. Còn ai mà không tin dị đoan cứ kêu kiện. Ở Hiêu Xanh mình cũng có cái Thiên Long Giang đó, Hiêu Xanh. Hỏi gì nữa không? Tức là thằng hồn sàng lọc giải thích rồi phải không? Cõi trời giải thích rồi phải không? Tại vì nói chuyện mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới á, nói 3 ngày chưa hết luôn á. Trời ơi, cõi trời nhiều cái lắm. Tại vô gai chưa có đi du lịch tới đó thử. Đi cái là không muốn về. Nhiều lúc ngồi thiền á, về nhà không muốn xuống. Thì có một lần á, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, kéo đầu kịp đi nửa đường, nó gặp đám mây trắng đen kinh kịnh. Cái chồng cái có ông đó, ông vẫn cái vẫn chéo giống như kiểu mấy ông sư thầy Thái Lan vậy đó. Mặt đẹp trai cỡ 30 mấy tuổi, mặc được. Cái hỏi con đi đâu? Dạ thưa Phật, con nhớ nhà, con về con thăm. Cái ngồi xuống, cái ông đầu cái giảng pháp cho kiện nghe, giảng 4 bài. Con có nguyện xuống đó, cả ta đó mà chúng sanh nó cũng coi không ra gì, ta đã hy sinh nhiều và ta đã 40 mấy năm hành đạo, ta đã dạy nhiều, bây giờ họ lại làm sai hết, thân xác của ta đầy hết mà họ cứ dùng đó để mà làm chuyện lợi lộc và chuyện riêng thôi. Đạo của ta hư, con xuống là phải khổ, phải là phải chịu khổ, khổ độ chúng sanh. Kinh của ta hôm nay con xuống còn nói với mấy đệ tử của ta là phải dùng cái chữ khổ độ. Ở trong chùa đọc là phổ độ không, sao phổ đó là phổ biến, mà có phổ biến còn là gây quỷ vận động với gu ngủ.
cái sông, lúc đó có cái bà búi búi tóc ra, bà cho phụ con trai đạo ăn, con ăn đi. Rồi xong đi về, con không xong nó còn không được về thì hâm gì đó. Bác Thích Ca hả ông vậy á, nửa đường là ông mặc vô, không xong là không về. Cho nên ai nghe 513 câu đó là thiệt, đạp xuống một cái. Cho nên bây giờ ngay chỗ tượng Phật Di Lặc á, ở bên đây nè, mà chỗ cái miếng xi măng đó in hai cái tay này nè, khổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải là dễ độ, rất là khó. Độ được một người á là giống như mà một người đó mà đệ tử mà hiểu mình á, giống như mình có cái truyền thừa đó. Cũng giống như là mình có một cái IT gặp pháp lịch sắp làm giàu vậy đó. Đại khái cái cảm giác nó vậy. Còn đại tử mà nó quậy mình cũng giống như là đầu tư vốn nhiều bị phá sản. Cảm giác nó cũng vậy. Cho nên hồi xưa những vị mà như Khổng Tử hay là Thích Ca hay là những Phật Thích Ca hay là Chúa rồi đó, Phật Thích Ca có một người đệ tử thôi. Trong năm ông Kiều Trần Như chỉ có một ông là tinh Phật. Rồi Chúa Giê-xu có nửa ông. Ông Pha-ri đầu tiên là trung thành với Chúa, sau đó cũng phản với Chúa, phải không? Rồi cái ông mới hối hận, rồi ông trở lại thì Chúa tính ông có nửa, chứ không có tính nguyên. Tại phản rồi đâu còn nguyên nữa. Đúng rồi. Rồi ông Mohammed, ngày mà ông lập đạo đâu có tin, ai đâu có tin ông là con của Thượng Đế. Ông đạo Hồi giáo á, đâu ai tin, chỉ có bà vợ ông tin thôi à. Cho nên có được người phụ nữ. Còn Khổng Tử chỉ được có ông Măng nữa vậy, có ông ổng à. Rồi Lão Tử cũng vậy. Còn Đức Thầy hình như được 12 người phải không ta? Đức Thầy có mấy người đệ tử gì? Thập nhị hiền thủ không? À, Đức Thầy có phước nhất được 12 người. Còn chuyện này hôm nay ở xa ở gần mấy chục triệu, chưa biết là mấy gì nói. Chỉ có mấy chục triệu. Hồi xưa Cao Đài ra đạo được ngàn mấy người. Thì cho nên cuối cùng mấy vị nói là chuyện này có phước hơn tất cả những gì giáo chủ thời xưa. Nhưng mà ở cái thời văn minh này á, là vì mình không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ hay ầu ơ với dầu nữa. Nhờ cái thằng iPhone, nhờ YouTube, Facebook. Thời xưa mà Phật mà muốn giảng pháp một nơi nào á, phải đi cả nhiêu ta cả ngàn cây số đi bộ không à. Đâu phải dễ mà gom lại số lượng người mà nói chuyện đâu. Rất là khó. Rồi muốn hỏi gì hỏi. Thầy đã thấy cái sự quan tâm chút thiện được rồi thầy. Dạ, đây là Thái. À, đệ tử này nhớ nó rõ, dạ. Này dễ thương lắm. Thầy cũng dù biết là con không có trước. Ôi đâu có ăn đâu, để nhiều, có muối không? Mời mấy người cho dù trên miếng muối rồi. Có cái hũ muối ở đây á. Mấy đệ tử nó có lòng thì mình cứ ăn đi, mà ta ăn với hấu đi rồi nói chuyện. Dạ, cảm ơn. Với cơm mình cũng ré đi luôn, mọi người ở xa tới ai đó bụng cũng ăn cơm tự nhiên. Nói đây nghe. Dạ. Con ở xa từ bên Trôi Trà. Trôi Trà thì con mới qua.
chưa coi một cái video nào của thầy hết, nhưng mà nghe cái phong từ những hồi thứ ba thì thấy là rất là thích, tức là thầy cũng có quan tâm đến cái xô tụ Phật, rồi ngay cả ví dụ như những tổ tiên của Việt Nam thì thầy cũng đọc ra cái đạo của thầy như vậy, thì cái tiêu chí hay là phải có một cái triết lý nào mà nó khác biệt với những cái tôn giáo vừa rồi như là Phật giáo hay là Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo vân vân, thì muốn biết gì thì tiền chưa nghe biết là chỉ biết ai thôi, chỉ nghe đòn mới chạy tới giờ mặt thẳng mặt cái tướng này là bạn được không, cái tướng này được không, có cái gì mình cứ bạn đi rồi đừng nghe chứ chắc chuyện đơn giản vậy thôi. Ở đây là không có vụ lợi, đây chỉ là khuyên người ăn lành đã hiền thôi, chủ mới thiền. Còn lâu lâu á mình nói những cái sự thật